Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Hôm nay vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng là phát triển và mở rộng dần sang phía đông, làm cho tốc độ gió trên vị Bắc Bộ là tăng lên. Lúc 4 giờ sáng ở trạm đảo Bạch Long Vĩ thì đo đo được gió là cấp 6 giật cấp 7. Trong đêm nay và ngày mai thì vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục mở rộng và phát triển về phía đông nên cường độ gió trên vùng biển này sẽ mạnh là cấp 5, về đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Trời ít mưa nên tầm nhìn xa rất là thoáng đãng. Do đó các tàu thuyền thì cần lưu ý về sóng cao, gió lớn, đặc biệt là vào thời gian ban đêm, các thuyền nhỏ thì nên hạn chế ra khơi. Trên vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau thì gió Tây Nam sẽ tiếp tục phổ biến là ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, ảnh hưởng xấu đến các hoạt động của tàu thuyền. Trời còn nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, làm cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Còn ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan thì sóng gió không cao nhưng trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông nên tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Trong cơn rông thì bà con ngư dân cần đề phòng hiện tượng như là lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn trên khu vực biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thì vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ từ Quảng Trị cho đến Ninh Thuận thì đới gió Tây Nam đang duy trì ở mức là cấp 4, cấp 5. Thời tiết trên các vùng biển này thì tương đối tốt với mây thay đổi, có mưa rào và rông ở vài nơi nên tầm nhìn xa là thông thoáng trên 10 km. Do đó thì các hoạt động hàng hải trên biển cũng như việc đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân được diễn ra bình thường. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ thì gió Tây Nam trên vùng biển này có cường độ mạnh cấp 5, về đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển giao động trong khoảng là từ 1,25 cho đến 2,25 m có lúc trên 2,25 m biển động. Trời có mây thay đổi, mưa rào và rông ở vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Do đó các tàu thuyền cần lưu ý về sóng cao, gió lớn vào thời gian ban đêm. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ thì gió Tây Nam cũng có cường độ gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tuy nhiên thì thời tiết ở đây tương đối là tốt, trời ít mây, không mưa nên tầm nhìn xa rất là thoáng đáng. Với tình trạng biển động như thế này thì các thuyền nhỏ không nên ra khơi. Chuyển xuống vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn thì gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ mạnh là cấp 4 và cấp 5. Tình trạng biển thì bình thường. Ngoài ra trên vùng biển này thì trời khá ít mây, không mưa nên tầm nhìn xa là thông thoáng chuyển xuống vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý thì gió tây nam thịnh hành với cường độ là cấp 4 và cấp 5, sóng biển cao từ 1 cho đến 2 m, có lúc ở trên 2 m, trời có mây thay đổi, mưa rào ở diện vài nơi nên tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo thì thời tiết thì xấu hơn, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Vì thế thì tàu thuyền nên hạn chế hoạt động trên vùng biển này, nhất là đối với các tàu thuyền nhỏ thì không nên ra khơi. Chuyển xuống vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, thì gió Tây Nam thổi đều với cường độ chỉ khoảng là cấp 4, nên sóng biển không quá cao là 1,5 m tình trạng biển vẫn khá êm ả, à, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Tuy nhiên, trời nhiều mây gây ra mưa rào và rông rải rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn rông thì cần lưu ý là bà con là các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh có khả năng là xảy ra. Vùng biển Vịnh Thái Lan thì trời cũng khá là nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam thịnh hành với cường độ là cấp 4. Ngoài ra thì tầm nhìn xa trên vùng biển này cũng bị hạn chế giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa thì tiếp tục duy trì thời tiết tốt, trời ít mây, có mưa rào và rông ở vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km tình trạng biển thì cũng bình thường với đới gió Tây Nam thổi đều là cấp 4 và cấp 5. Do đó thì các hoạt động trên biển sẽ được diễn ra một cách khá thuận lợi. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc thì đới gió Tây Nam thịnh hành với cường độ trung bình là cấp 4 và cấp 5. Thời tiết cũng chỉ có mây thay đổi, mưa rào và rông xảy ra ở vài nơi nên tầm nhìn xa là thông thoáng. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Sông Tử Tây thì thời tiết cũng chỉ có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Đời gió Tây Nam thì hoạt động trên vùng biển này với cường độ trung bình là cấp 4 và cấp 5, nên sóng biển chỉ cao là từ 1 cho đến 2 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!